nguy cơ đột quỵ, bệnh truyền nhiễm tăng khi thời tiết lạnh. Miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm rét hại có khả năng kéo dài đến cuối tháng 1. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Mới đây, bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Úc Trang, phó trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Bãi Cháy Quảng Ninh cho biết, giáp Tết Nguyên đán khi thời tiết lạnh sâu, số người đến khám và nhập viện điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD gia tăng. Thời điểm này, trung bình mỗi ngày, khoa hô hấp Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám cho khoảng từ 20 đến 30 bệnh nhân mắc COPD, trong đó khoảng 20 đến 30% người bệnh phải nhập viện điều trị và có không ít trường hợp bệnh chuyển nặng phải thở máy và chăm sóc toàn diện. Theo bác sĩ Trang, thời tiết là yếu tố nguy cơ đối với các bệnh lý đường hô hấp, đặc biệt khi thời tiết chuyển lạnh sâu. Bụi phổi là cơ quan trực tiếp thông thương, giao lưu với môi trường bên ngoài khi hít thở. Tất cả sự thay đổi bên ngoài môi trường đều ảnh hưởng tới phổi. Đặc biệt đối với các trường hợp có sức đề kháng kém như người cao tuổi, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, người có bệnh lý nền, mạn tính hô hấp như hen phế quản COPD, giãn phế quản hoặc là suy giảm miễn dịch, rất dễ bị tổn thương khi thời tiết giao mùa hoặc giá rét. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Ngọc Vĩnh Yên, khoa cấp cứu Bệnh viện E Hà Nội cho biết, thời tiết biến đổi thất thường những ngày qua khiến cho người bệnh nhập viện gia tăng đột biến, nhất là các bệnh lý về đột quỵ não và tim mạch. Ngoài đột quỵ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội ghi nhận bệnh nhân nhập viện vì tim mạch tăng cao, chủ yếu là người lớn tuổi. Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, các mạch máu trong cơ thể bị co thắt lại, huyết áp tăng lên. Ngoài ra, mức huyết áp có thể tăng vọt khi đột ngột ra ngoài trời lạnh hoặc khi đi tắm rửa. Song song với đó, những bệnh truyền nhiễm như là cúm A, sốt xuất huyết cũng tăng. Tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, số ca mắc cúm A tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt ở trẻ nhỏ, trung bình 100 ca dương tính cúm A trong ngày. Trong khi đó, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông Hà Nội đã tiếp nhận hơn 150 trường hợp trẻ em đến khám và điều trị các bệnh liên quan tới đường hô hấp, trong đó chủ yếu là cúm A, virus hợp bào hô hấp RSV. Những người có nguy cơ bị đột quỵ khi trời lạnh. Dưới đây là một số trường hợp có nguy cơ đột quỵ cao khi thời tiết chuyển lạnh. Theo khuyến cáo của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, có những cơn đau thắt ngực không rõ nguyên nhân, hay hồi hộp tim đánh trống ngực hoặc cảm giác hụt nhịp tim, luôn cảm thấy mệt mỏi, khó thở nhiều, thở khò khè, đau mỏi cơ bắp bị chuột rút, mạch đập quá nhanh hoặc quá chậm khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi bình thường, béo phì, thừa cân, ít vận động, hút thuốc lá thường xuyên hoặc là uống rượu bia nhiều. Có người thân trong gia đình bị bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, nữ trên 45 tuổi, nam trên 40 tuổi. Với những người từng bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ, trời lạnh sẽ làm tăng thêm nguy cơ nặng tái phát các bệnh nói trên.